cảm nhận của tôi thì các đồng chí khác nói hết rồi, nên tôi chỉ mong 12 chị em chúng ta sẽ sống vui vẻ hòa đồng với nhau. Hết ạ. Tôi chỉ mong 12 chị em chúng ta sẽ sống vui vẻ hòa đồng với nhau. Hết ạ. Thế ở trong phòng lấy đâu ra chị em thứ 12 vậy đồng chí Hậu? Mười một chị em chúng ta sẽ sống vui vẻ. Chuẩn bị, sẵn sàng, nhảy. Đồng chí Duyên sao vậy? Không có tự tin để hoàn thành cái này ạ. Tại vì là cái quần này nó bị chật quá, kiểu cảm giác khi mà mình co lên mình bật thì cảm giác nó sẽ ngã, nên là mình không có tự tin để làm được. Đồng chí không tự tin và cảm thấy sợ đối với nội dung này. Dạ vâng ạ. Đồng chí Kỳ Duyên chú ý, khi đã là một người lính thì có thể sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Đây chỉ là một cái nhiệm vụ rất nhỏ mà đồng chí đã sợ, đã muốn từ bỏ. Vậy khi giao cho đồng chí những nhiệm vụ quan trọng hơn, khó khăn hơn, gian khổ hơn, phức tạp hơn và có thể hy sinh tính mạng của mình, đồng chí sẽ thoái thác nhiệm vụ hay sao? Mạnh mẽ lên, mới ngày đầu thôi. Sao vậy? Không có tự tin để hoàn thành cái này ạ. Người ta nói là kiểu đầu xuôi đuôi lọt á, mà ngay đầu tiên mình đã gặp những cái vấn đề trục trặc như vậy rồi thì mình rất là lo, không biết là mình có thể hoàn thành được những cái thử thách đằng sau hay không.